Chào mừng quý khán giả đã đến với chương trình Đồng hành cùng nhà nông do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư và Công ty Trúc Anh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, hiện nay bà con nuôi tôm trong tỉnh đang bắt tay vào cải tạo ao nuôi vụ năm 2012. Nhìn chung mấy năm gần đây thì tình hình thời tiết thất thường, môi trường nuôi tôm không ổn định cho nên bà con đã gặp không ít khó khăn trong việc nuôi tôm. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng đã có nhiều hộ do nắm bắt được kỹ thuật xử lý kịp thời những biến động trong quá trình nuôi và đặc biệt là đã áp dụng khá thành công phương pháp nuôi không sử dụng hóa chất mà chỉ sử dụng các chế phẩm sinh học nên tỷ lệ rủi ro rất thấp và đã có đến hơn 70% hộ nông dân nuôi đạt hiệu quả cao trong năm 2011. Để giúp bà con có thêm kiến thức những thông tin mới về kỹ thuật nuôi tôm hôm nay thì chương trình Đồng hành cùng nhà nông sẽ cùng với bà con trao đổi về chủ đề đó là các giải pháp cải tạo ao nuôi tôm đạt hiệu quả. Chương trình sẽ tập trung tư vấn và giải đáp những thắc mắc của bà con về biện pháp cải tạo ao nuôi đảm bảo đúng kỹ thuật, phù hợp với điều kiện và tập quán sản xuất của bà con nông dân cũng như của từng hộ gia đình. Tham gia chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các diễn giả, đó là kỹ sư Lê Anh Xuân, giám đốc công ty Trúc Anh, người mà bà con rất là quen thuộc trong những chương trình đồng hành cùng nhà nông của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu trong năm qua. Và đó là tiếp theo đó là kỹ sư Quỳnh Quốc Khởi, phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Bạc Liêu. Và sau cùng đó là thạc sĩ Nguyễn Văn Dũng, chi cục trưởng chi cục ngư trồng thủy sản tỉnh Bến Tre. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay thì còn có sự tham gia của bà con nông dân ở tỉnh Bến Tre. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bà con nông dân cũng như các diễn giả đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Và bây giờ thưa bà con và quý khán giả, chúng ta sẽ tham gia chương trình thông qua số điện thoại đường dây nóng. Chúng tôi xin thông báo có hai số điện thoại đường dây nóng sau đây. Đó là số 07813-700-777 và số 07813-825-925. Chúng tôi xin nhắc lại, quý khán giả và bà con quan tâm đến chương trình xin điện thoại về số 07813-700-777 và số 07813-825-925. Ngay bây giờ, mọi thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, bà con hãy gọi trực tiếp cho chương trình chúng tôi. Thưa quý khán giả, thưa bà con nông dân, như chúng tôi đã đề cập, chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành cùng nhà nông kỳ này có chủ đề đó là những giải pháp cải tạo ao nuôi đạt hiệu quả cao. Trước khi các diễn giả cùng trao đổi với các câu hỏi trực tiếp của bà con nông dân, chúng tôi xin mời kỹ sư Lê Anh Xuân. Xin ông có thể cho biết những vấn đề cần lưu ý trong công tác cải tạo ao nuôi ạ. Xin mời ông. Xin kính chào tất cả quý bà con đang theo dõi chương trình. Thì những dịp đầu năm mới thì xin đầu tiên cho tôi được kính chúc tới toàn thể quý vị, toàn thể quý bà con là một năm mới là dồi dào sức khỏe và một vụ mùa là bội thu, thu tôm theo là ý muốn của mình. Kính thưa bà con, thì trong những năm vừa qua thì cái dịch bệnh và cái rủi ro chúng ta đã đến với bà con cũng đã làm thất thoát không trên cái diện rộng của tất cả các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thì trước cái tình thế đó là cái thời tiết biến đổi khí hậu và cái môi trường ngày một ô nhiễm, thứ hai là các vết hóa chất còn tồn lưu lại trong ao quá lớn. Chính vì thế cho nên chúng ta trong năm vừa qua là chúng ta đã gặp không ít là cái khó khăn trong cái dịch bệnh. Thì trong cái phần cải tạo thì bà con lưu ý mấy cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất, chúng ta cải tạo ao nuôi giống như chúng ta cải tạo một vườn rau màu. Tức là chúng ta cho đất, cái nền đáy ao nuôi của chúng ta cày xới nó lên, cho vôi vào, cho vôi CO vào, vừa là diệt khuẩn, vừa là tơi xốp được nền đáy. Nhưng khác với cái ruộng rau màu thì chúng ta là phải lấy nước vào ngập và chúng ta rút ra để cho nó khô, bởi vì chúng ta nuôi tôm là trong cái môi trường nước động. Chính vì thế cho nên là cần cái nền đáy tuy tơi xốp nhưng phải cứng và chắc. Không ạ? Thế thì đó là những cái lưu ý. Cái thứ hai, sau khi mà cuốc ủi ao xong, bà con trước khi chúng ta lấy nước thì chúng ta tiến hành, chúng ta phải rào các cái lưới cổng trước, bởi vì sau khi cái một mùa ủi xong thì đất nó rất khô. Khi chúng ta lấy nước vào thì cổng bắt đầu là có hơi nước là nó sẽ vào. Đó, để giảm được cái lượng hóa chất diệt giáp xác ban đầu thì chúng ta nên rào lưới trước. Sau đấy chúng ta nên dành cái ao lắng và chúng ta phải lọc cho thật kỹ để loại trừ được là những cái cá tạp rồi là tép tạp
cổng, tất cả các thứ. Thì chúng ta thông qua cái hệ thống là ao lắng, túi lọc, thì bà con biết rằng là khi mà chúng ta bỏ các cái túi mít silin thì nó dài khoảng 20-30 mét và nó rộng hơn so với lại cái đầu bơm của chúng ta. Và chúng ta nên làm hai lớp, một là một lớp lưới lâu nay ta rào để rào bờ đấy, ta may một đường dài bó vào bên trong, hai lớp mút silin chúng ta để bên ngoài. Thì như vậy các trứng cá, trứng tôm và với tốc lực của máy bơm đưa vào thì các cái cây này nó không có thọc thủng trực tiếp được vào cái lớp vải mút silin. Chính vì như thế thì chúng ta đã giảm được tối đa cái vấn đề là tạp, tôm tạp, cá tạp vào, thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa được vấn đề sử dụng hóa chất. Còn đối với công ty trong năm nay thì là cái khu ở công điền là không có sử dụng đến hóa chất nào thông qua cái hệ thống ao lọc, ao lắng. Chúng tôi dành ra một nửa cái diện tích ao nuôi đấy là chúng tôi thông qua là lọc như thế, nhưng mà lấy nước thẳng vào cái số nửa ao nuôi còn lại, và sau đấy chúng tôi chờ cho 5-7 ngày chúng tôi bắt đầu lại lọc tiếp đưa sang ao bên kia. Đó. Thì như vậy chúng tôi không đụng một miếng hóa chất nào trong cái quá trình nuôi, thì cũng đây là những cái mà chúng ta cần lưu ý. Vâng, xin cảm ơn kỹ sư Lan Xuân. Thưa thạc sĩ Nguyễn Văn Dũng, cũng về vấn đề này thì ông có thêm những thông tin gì để có thể giúp bà con thiết kế cải tạo ao cũ vừa làm sao đảm bảo kỹ thuật nhưng mà lại giảm chi phí sản xuất? Xin mời ông ạ. Kính thưa bà con và quý vị xem đài, thì qua một cái mùa vụ nuôi năm 2011 thì chúng ta thấy là các cái hệ thống ao nuôi ở các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long có cái hiện tượng bệnh xảy ra rất là nhiều, mà đây là cái đã mang lại cái hiệu quả sản xuất thấp trong cái vụ mùa vừa qua. Vì vậy mà trong cái quá trình nuôi thì chúng ta nên lưu ý một số vấn đề nó có liên quan tới cái việc ảnh hưởng tới cái quá trình nuôi cũng như cái chi phí sản xuất. Thì nhất là những cái ao nuôi bị bệnh, thì rõ ràng là trong cái vụ mùa năm 2011 thì chúng ta thấy cái bệnh mà nó ảnh hưởng tới chính tới cái vụ nuôi tôm của chúng ta, đó là cái bệnh hoại tử gan tụy trên tôm. Thì các cái kết quả nghiên cứu khoa học cũng đã có công bố rồi, thì nó xảy ra cái hiện tượng mà nhiễm độc từ cái việc mà chúng ta trước đây nhiều cái hộ nuôi chúng ta đã lạm dụng sử dụng nhiều cái loại thuốc hóa chất, đặc biệt là cái thuốc mà có nguồn gốc từ cái thuốc bảo vệ thực vật, thì nó đã là lưu trong cái nguồn nước rồi ở dưới cái đáy ao, nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái hệ thống gan tụy trên con tôm. Vì vậy mà trong cái phương pháp chuẩn bị cải tạo ao thì chúng ta nên lưu ý tập trung vào một số vấn đề để năm nay thì cái tình hình dịch bệnh nó hạn chế. Thứ nhất á, thì chúng ta nên quan tâm tới cái đáy ao của chúng ta. Đấy là nếu như mà bà con có thể có điều kiện thì chúng ta nên thu cái mẫu bùn ở đáy ao để đi kiểm tra cái dư lượng của thuốc bảo vệ thực vật. Nếu cái hàm lượng dư tồn lưu nhiều quá thì chúng ta có biện pháp cải tạo cần thiết. Thứ hai thì đây là một biện pháp cũng khá là đơn giản mà chúng ta cũng nên làm, thì đó là chúng ta cải tạo cái nền đáy ao nuôi bằng cách là chúng ta đổi đất ở dưới đáy ao, nhất là những cái ao nuôi mà có thể bà con thả lại 2-3 vụ mà vẫn bị cái bệnh hoại tử gan tụy, thì chúng ta có thể là dùng cái phương tiện cơ giới để chúng ta ủi bỏ cái một lớp đất ở dưới nền đáy ao và chúng ta đưa vào giữa cái bờ ao và chúng ta đổi cái mặt bờ ao xuống dưới đáy ao. Thì tôi nghĩ cái phương pháp này nó sẽ hạn chế cái việc mà ảnh hưởng của cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật rất là lớn. Ngoài ra thì trong cái nguồn nước một số ao nuôi trong năm 2011 và chúng ta cũng thấy rõ là kể cả những ao mới mà không có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng chlorine hay là một số hóa chất khác để xử lý nước thì vẫn xảy ra cái hiện tượng tôm nuôi bị bệnh. Thì đó là một cái dư lượng nó đã tồn lưu trong cái nguồn nước mà rất nhiều bà con đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để xử lý nước trong thời gian vừa qua. Do vậy mà chúng ta nên chủ động trong cái việc mà thử nghiệm cái dư lượng của cái nguồn nước để chúng ta lấy nước vào cái ao nuôi tôm. Và song song đó thì một số cái cách mà chúng ta làm sau khi mà chúng ta chuẩn bị cái đáy ao xong thì cũng nên tiến hành rải vôi để tiêu diệt mầm bệnh và làm giảm cái lượng tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật trong cái đáy ao. Thì rõ ràng một số cái nghiên cứu chúng ta có một cái kết quả rất là rõ, trong thời gian chúng ta kết hợp vôi và cải tạo ao và phơi nắng cái đáy ao thì cái lượng tồn lưu của thuốc bảo vệ thực vật giảm rất đáng kể, và kể cả những cái ao nuôi là không còn tồn lưu. Vì vậy cái phương pháp này chúng ta nên tập trung chúng ta làm, và nhất là những cái ao bị bệnh thì phải có thời gian cải tạo và phơi nắng trên 20 ngày để đảm bảo cái vụ mùa năm 2012 chúng ta đạt cái kết quả tốt. Ngoài ra thì trong cái quá trình nuôi trong năm 2012 thì từ cái việc cải tạo, việc giáp sát, xử lý nước thì chúng ta tuyệt đối không được sử dụng
các cái loại thuốc có nguồn gốc từ bảo vệ thực vật. Thì mới đây thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã ban hành cái thông tư là cấm sử dụng các cái loại thuốc này trong cái nuôi tôm của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta nên quan tâm, và đặc biệt chúng ta nên lưu ý để giảm thiểu cái mức độ ô nhiễm cho cái nền ao nuôi, thì chúng ta nên áp dụng cái quy trình nuôi sinh học, có là sử dụng vi sinh định kỳ trong cái ao nuôi chúng ta. Thì tôi nghĩ là đó là những cái khung cơ bản mà để chúng ta thực hiện cái giải pháp cải tạo ao nuôi trong năm 2012 đạt cái kết quả tốt, nhằm hạn chế cái rủi ro trong năm như năm 2011, mà nhất là những cái ao nuôi bị bệnh thì bà con cũng không nên nóng vội, chúng ta nên có những cái kiểm chứng cần thiết và tiến hành cải tạo thật tốt để đảm bảo là tôm nuôi phát triển tốt, không xảy ra rủi ro. Xin cảm ơn những thông tin quý giá vừa rồi của Thạc sĩ Nguyễn Văn Dũng đã cung cấp cho chương trình. Thưa quý khán giả, thưa bà con nông dân, trước tiên chúng tôi sẽ mời bà con nông dân theo dõi một phóng sự ngắn về công tác cải tạo ao tôm. Phóng sự này sẽ do phóng viên Trần Thanh và chuyên đề khuyến nông của Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu thực hiện. Theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, năm 2011, ở mô hình nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp, có 40% số hộ lỗ vốn, 20% hòa vốn. Những hộ nuôi tôm có lãi đều biết chú trọng đến lịch thời vụ, khâu cải tạo ao, chọn con giống và sử dụng chế phẩm sinh học trong suốt vụ nuôi. Ông Trần Văn Tây sớm nhận ra môi trường ao nuôi tôm bị suy thoái, nên 2 năm qua áp dụng quy trình nuôi tôm sạch, không sử dụng các loại hóa chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật. Khi cải tạo ao, ông dùng vôi xử lý pH và dùng thuốc Phosmon phun đều khắp ao để diệt mầm bệnh, sau đó lấy nước vào ngâm rửa nhiều lần. Khi lấy nước vào ao chuẩn bị thả giống, ông dùng chlorine để diệt giáp xác, diệt khuẩn. Mấy năm đó là tôi sử dụng là thuốc sâu mà quýnh là sao thấy nó không kết quả, bởi vì nó chở nước hoài, nó chở nước lần là tốn 1-2 triệu. Và sau này tôi mới không xài thuốc sâu nữa mà tôi quýnh lại cà lo. Ví dụ như là cải tạo hồ rồi đó, mình quýnh vô canxi một công như vậy là quýnh 8 bao đến 10 bao. Rồi quýnh rồi đó, mình cho nó được đâu cái nửa tháng, 20 ngày vậy đó, rồi bắt đầu là lấy nước vô quýnh cà lo. Quýnh cà lo với Phocmon. Phocmon xong rồi đó là cỡ 20 ngày, 25 ngày sau bắt đầu mới thả tôm. Mà trước khi thả tôm là phải quýnh vi sinh, men vi sinh tiêu hóa đó, quýnh cho nó với vào nước, quýnh vậy là mỗi một công như vậy là quýnh 1 kg, quýnh cho nó cái nước nó tốt là một, hai nữa là con tôm mà khi mình thả xuống nó không sống. Ở vụ mùa vừa qua, Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Bạc Liêu đã khảo sát thực tế 3.000 hộ nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp và phân tích nguyên nhân làm phát sinh dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, chủ yếu tập trung vào một số yếu tố sau. Về chuẩn bị trước vụ nuôi, đa số bà con không sử dụng chlorine để xử lý nước. Bởi loại hóa chất này có giá thành cao nên bà con chuyển sang sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hoặc các loại thuốc diệt giáp xác có chứa thành phần cypermethrin, cho nên đất ao nuôi tôm bị tồn lưu độc tố. Theo báo cáo của Cục Thú Y, khi điều tra phân tích dịch tễ cho thấy hiện tượng tôm chết những năm qua do ảnh hưởng của các chất diệt giáp xác có nguồn gốc thuốc bảo vệ thực vật tăng gấp 3 lần so với người nuôi không sử dụng thuốc. Về chọn tôm giống, hộ nuôi lấy mẫu đem đi xét nghiệm chỉ chiếm 37% trong tổng số mẫu thả nuôi. Về hệ thống công trình nuôi, chưa đảm bảo theo quy định về kỹ thuật. Nhiều diện tích nuôi không có ao để chứa nước lắng lọc. Bên cạnh đó, phần lớn diện tích ao nuôi đã cũ, có thời gian sản xuất từ 3 đến 7 năm. Bờ bao rò rỉ, mức nước trong ao giữ thấp, hệ thống quạt không đảm bảo oxy cho tôm nuôi. Vì vậy, mầm bệnh tiềm ẩn, dễ phát sinh gây bệnh cho tôm. Muốn cho vụ mùa thành công, trước tiên người nuôi tôm phải sản xuất theo kế hoạch nghiêm túc, tức là phải lập kế hoạch dự kiến khả năng huy động vốn để đầu tư đầy đủ. Nếu hội đủ các điều kiện cần thiết thì tiến hành triển khai sản xuất. Nếu chưa đảm bảo thì phải giảm quy mô sản xuất cho phù hợp với khả năng hoặc bố trí sản xuất theo từng đợt, vừa mang tính chủ động, đồng thời giảm áp lực về vốn, về nguồn lao động, về giá sản phẩm. Có như vậy, người sản xuất mới giảm thiểu được rủi ro và tăng lợi nhuận. Được tạo tàng thế này làm sao mà sống nổi? Đây có nhiều bụng heo hồi thôi, thiếu oxy và nhiều vi khuẩn gây bệnh nữa, phải làm sao đây?
Các bạn đừng lo, đã có vi sinh cải tạo môi trường Tagon Tamio Wash Tavon Pro giúp nước sạch, tái sạch, phân hủy mùn vã hữu cơ, thức ăn thừa, trị các vi khuẩn gây hại, trị các bệnh đống rong, đống khói đèn, đen mang, đứt râu, sâu đuôi. Giúp tôm khỏe mau lớn trong môi trường sạch và bền vững. Ôi, môi trường sống ở đây an toàn và thoải mái quá. Tôi rất khỏe mạnh khi sống trong môi trường này. Chúc anh giá trị 1.000 tim.